Châu Âu muốn làm lành với Trung Quốc nhưng lại sợ bị trả đũa. Thảm họa thiên nhiên sẽ giúp hàn gắn quan hệ Mỹ Trung. Chào mừng quý vị đến với những thông tin mới nhất về tình hình chính trường thế giới 24 giờ qua trên kênh Tin tức Việt. Bản tin của chúng tôi sẽ bắt đầu với những nội dung chính ngay sau đây. Châu Âu đang vạch ra một hướng đi mới cho mối quan hệ với Trung Quốc, nhưng giới chức của khu vực vẫn lo ngại về khả năng bị trả đũa nếu tính toán sai lầm. Theo hãng tin CNBC của Mỹ, ý tưởng về việc giảm bớt rủi ro trong mối quan hệ với Trung Quốc đang được thúc đẩy mạnh ở châu Âu. Trước đó tại một cuộc họp của nhóm G7, nhóm nền công nghiệp phát triển G7, châu Âu đã nhất trí giảm bớt sự phụ thuộc vào Trung Quốc thay vì cắt đứt các kết nối. Tuy nhiên trao đổi với hãng tin CNBC, một nhà ngoại giao cấp cao của liên minh châu Âu đề nghị không công khai danh tính nói rằng, chắc chắn có một luồng nhận thức trong châu Âu về việc Trung Quốc có thể trả đũa đó chính là lý do vì sao chúng tôi cần phải thảo luận về vấn đề này, nhà ngoại giao cho biết. Trong những năm gần đây, trong khi Mỹ ngày càng coi Trung Quốc là một mối đe dọa lớn về an ninh quốc phòng, thì về phần mình, các nhà hoạch định chính sách châu Âu lại có một phương pháp tiếp cận thận trọng hơn, bởi họ nhận thức được tầm quan trọng của thị trường Trung Quốc đối với các doanh nghiệp châu Âu. Trên thực tế, quan hệ giữa châu Âu và Trung Quốc đang trải qua giai đoạn sóng gió nhất trong khoảng 3 thập kỷ trở lại đây. Bắt đầu bằng các thay đổi về nhận thức trong chiến lược của châu Âu từ cuối năm 2019, khi khối này lần đầu tiên công khai xác định Trung Quốc là đối thủ hệ thống. Kéo theo đó là các chính sách ngày càng cứng rắn hơn của châu Âu với Trung Quốc, mà đỉnh điểm là việc châu Âu lần đầu có kế hoạch trừng phạt bảy công ty Trung Quốc do cáo buộc cung cấp vũ khí cho Nga vào hồi đầu tháng 5. Động thái đó của châu Âu đã ngay lập tức vấp phải sự phản đối quyết liệt từ phía Trung Quốc, khiến cho quan hệ song phương lao dốc trầm trọng nên các hiệp định đầu tư đầy tham vọng mà hai bên đã đàm phán xong cũng bị đóng băng cho đến nay sau một thời gian không có động thái nào đáng kể để cải thiện quan hệ đồng thời các cuộc tiếp xúc trực tiếp cũng bị gián đoạn bởi tình hình địa chính trị căng thẳng các nhà lãnh đạo châu âu hiện nay nhận thức được rằng dù muốn hay không họ cũng không thể hành động trên phạm vi toàn cầu mà không có sự tương tác với trung quốc một siêu cường quốc tế về kinh tế và là một cực quyền lực không thể bỏ qua. Điều đáng nói, đây không phải là lần đầu tiên châu Âu xem trọng vai trò của Trung Quốc. Bởi gần đây nhất, tại Hội nghị Thượng đỉnh châu Âu vừa diễn ra vào hai ngày 23 và 24 tháng 4 tại Bruxelles, mặc dù các chủ đề về Trung Quốc không có trong chương trình nghị sự, nhưng các nguồn tin ngoại giao cho biết các lãnh đạo cấp cao châu Âu đã thảo luận rất nhiều về quan hệ với Trung Quốc và quan điểm chiếm ưu thế áp đảo là châu âu không thể để mất trung quốc để mất ở đây theo nghĩa là khiến quan hệ với trung quốc đổ vỡ như quan hệ châu âu nga bởi sau khi đã đánh mất nguồn năng lượng giá rẻ từ nga châu âu không thể mất nốt mối quan hệ kinh tế với trung quốc đối tác thương mại lớn nhất của khối này và đang đóng vai trò mang tính sống còn với một số tập đoàn lớn của châu âu vốn đang âm thầm chuẩn bị kịch bản di rời sản xuất khỏi châu âu nếu châu lục này không cải thiện được năng lực cạnh tranh so với mỹ và trung quốc Song song lĩnh vực kinh tế, châu Âu cũng muốn Trung Quốc đóng vai trò lớn hơn giúp giải quyết xung đột tại Ukraine do tầm ảnh hưởng to lớn của Trung Quốc đối với Nga. Mặc dù hiện nay mức độ hoài nghi của châu Âu đối với bản kế hoạch hòa bình 12 điểm nhằm giải quyết cuộc xung đột Ukraine mà Trung Quốc công bố cuối tháng 2 năm 2023 vẫn đang ở mức cao, nhưng nhiều nhà lãnh đạo châu Âu đã công khai cho rằng cần thảo luận trực tiếp với các lãnh đạo cao nhất của Trung Quốc để tìm hiểu kỹ hơn về các đề xuất này. Cũng trong tháng 4, hôm 6 tháng 4, Tổng thống Pháp Emmanuel và Chủ tịch Ủy ban châu Âu EC Ursula von der Leyen đã có chuyến thăm đến Trung Quốc. Về tổng thể, chuyến thăm được kỳ vọng sẽ giúp giới lãnh đạo châu Âu hiểu rõ hơn ý định thực sự cũng như năng lực hành động của Trung Quốc đối với cuộc xung đột tại Ukraine. Dù có thể các cuộc tiếp xúc cấp cao này không mang lại kết quả kỳ vọng, nhưng ít nhất châu Âu cũng có thể phần nào ngăn được kịch bản mà khối này lo sợ nhất. Đó là Trung Quốc trợ giúp toàn diện cho Nga về mặt quân sự, về chiến lược lâu dài hơn, các chuyến đi đến Trung Quốc của nhiều nhà lãnh đạo cấp cao châu Âu cũng nằm trong nhận thức của khối này. Đó là xây dựng một con đường thứ ba, vừa hợp tác vừa cạnh tranh với Trung Quốc, chứ không đi theo hướng đối đầu toàn diện như Mỹ. Từ Trung Quốc, khi được đề nghị bình luận về chuyến thăm của tổng thống Pháp và chủ tịch Ủy ban châu Âu EC, phát ngôn viên Bộ ngoại giao Trung Quốc bà Mao Ninh nhấn mạnh sự phát triển lành mạnh và ổn định của quan hệ trung quốc châu âu là vì lợi ích của cả hai bên và có lợi cho hòa bình và ổn định trên toàn thế giới trước bối cảnh quốc tế đầy biến động thách thức an ninh toàn cầu gia tăng và phục hồi kinh tế chậm chạp trung quốc và châu âu sẽ nêu cao tinh thần tôn trọng lẫn nhau và hợp tác cùng có lợi vượt qua giai đoạn khó khăn và tập trung vào sự đồng thuận bà phát biểu Hậu quả từ thiên tai đang ngày càng thảm khốc ở mức độ toàn cầu, đặt ra yêu cầu về sự hợp tác không thể thiếu của Mỹ và Trung Quốc. Nhưng liệu triển vọng đó có khả thi? Không chỉ là những cảnh báo nữa, tác động chết người của biến đổi khí hậu đang ngày càng thể hiện rõ nét trong những năm gần đây. Riêng trong tháng 7 này, một loạt các quốc gia trên thế giới đã phải chứng kiến những cuộc khủng hoảng, môi trường với hậu quả tàn khốc. Và hôm 14 tháng 7, hơn 4.000 ngôi nhà của Trung Quốc bị mất điện do mưa lớn gây sạt lở đất nghiêm trọng. Cảnh báo mức độ cao tiếp tục được đưa ra khi bán đảo Triều Tiên đang đối mặt với đỉnh điểm của gió mùa với lượng mưa có thể lên tới 100mm, tại Ấn Độ, ít nhất 100 người đã chết trong hai tuần qua do mưa bão. Có tới 30.000 người đã được sơ tán và hơn 60.000 du khách đã được giải cứu trong tuần này sau khi bị mắc kẹt ở Himachal Pradesh. Trong khi đó, châu Âu được dự báo sẽ ghi nhận nhiệt độ nóng nhất trong lịch sử vào tuần tới. Italy đã đưa ra báo động đỏ đối với hơn 10 thành phố lớn, trong khi Hy Lạp đã cho phép ngưng làm việc từ 12 giờ trưa đến 5 giờ chiều tại các khu vực có nguy cơ cao. Tại Mỹ, tính từ đầu tháng 7 đến nay, nước này cũng liên tục ghi nhận nhiệt độ ở mức cao kỷ lục. Điển hình nhiệt độ ở bang California có nơi đạt đỉnh đến 54 độ trong ngày 16 tháng 7. Hay bang Arizona của Mỹ đã trải qua cái nóng hơn 42 độ trong 16 ngày liên tiếp. Các chuyên gia môi trường lo ngại số người chết vì nắng nóng trong năm nay có thể vượt qua năm ngoái với hơn 61.600 người chết ở châu Âu do nhiệt độ quá cao. Lũ quét cũng đã tàn phá nhiều vùng của Trung Quốc trong vài tuần qua. Thành phố Trùng Khánh hiện đang bị ảnh hưởng nặng nề do các cơn mưa lớn và lở đất, khiến 15 người thiệt mạng trong vùng. Hơn 2.600 cư dân đã được sơ tán vào ngày 14 tháng 7 sau khi mưa lớn làm ngập đường phố và nhà cửa. Những thảm họa thiên nhiên liên tiếp dường như nêu bật vai trò quan trọng của các cường quốc trong chống biến đổi khí hậu. Trên thực tế, Mỹ và Trung Quốc đang có tín hiệu xích lại gần nhau trong vấn đề này, bỏ lại phía sau các căng thẳng về địa chính trị và tranh cãi gián điệp dai dẳng. Ông John Kerry, đặc phái viên của Hoa Kỳ về biến đổi khí hậu, đã đến Bắc Kinh để hội đàm với người đồng cấp Trung Quốc giải Trấn Hoa từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 7 để tìm hướng hợp tác trong các vấn đề bao gồm giảm phát thải khí mê tan, hạn chế sử dụng than, hạn chế nạn phá rừng và giúp các nước nghèo giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu. Tín hiệu này được kỳ vọng có thể giúp hai quốc gia có phát thải lớn nhất thế giới gạt bỏ những bất đồng và bắt tay tìm cách giảm thiểu tình trạng nóng lên toàn cầu và tác động của biến đổi khí hậu. Với tư cách là hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Trung Quốc có lịch sử làm nền móng cho các sáng kiến về khí hậu toàn cầu điển hình nhất là Hiệp định Khí hậu Paris vào năm 2015, khi các chính phủ đồng ý hạn chế mức tăng nhiệt độ toàn cầu trong thời đại công nghiệp ở mức 1,5 độ C. Với lịch trình tuần này, hai bên kỳ vọng có thể thúc đẩy thành công hội nghị lần thứ 28. Các bên tham gia Công ước Khung của Liên Hiệp Quốc về Biến đổi Khí hậu COP28 dự kiến diễn ra tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất UAE vào tháng 11 năm 2023. Chuyên gia Li của tổ chức Greenpeace ở Bắc Kinh cho biết, các cuộc đàm phán theo lịch trình cho thấy biến đổi khí hậu vẫn là nền tảng cho mối quan hệ song phương quan trọng nhất của thế giới. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia không mấy lạc quan về các thành tiệu cụ thể khi mà quan hệ ngoại giao giữa hai nước liên tục bị phủ bóng bởi các vấn đề địa chính trị. Thực tế, bên cạnh các vấn đề toàn cầu, hai bên còn nhiều vấn đề khó giải quyết nếu không thật sự nhân nhượng lẫn nhau, bao gồm thuế quan dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump đối với tấm pin mặt trời của Trung Quốc, hay luật ngăn chặn nhập khẩu hàng hóa từ khu vực Tân Cương do liên quan đến lao động cưỡng bức. Ông Kerry đã khẳng định lập trường cứng rắn của mình tại phiên điều trần của tiểu ban đối ngoại hạ viện vào hôm thứ Năm tuần trước, ngay trước chuyến thăm Trung Quốc. Ông nói rằng mục tiêu là thiết lập một số ổn định trong quan hệ mà không nhượng bộ bất cứ điều gì. Trong khi đó, Trung Quốc không có nhiều lý do để nhân nhượng thái độ cứng rắn nếu có của Mỹ. Thế nhưng trước hậu quả ngày càng tàn khốc của thiên tai, giới chuyên gia tin rằng hai bên sẽ tạm gác những bất đồng để cùng nhau đi đến những thỏa thuận có lợi vì mục tiêu chung. Dù sao biến đổi khí hậu vẫn là một trong những không gian hợp tác ít ỏi giữa hai cường quốc này và cả hai bên đều có động lực để duy trì và mở rộng nó. Và đây cũng là thông tin cuối cùng chúng tôi muốn truyền tải tới quý vị và các bạn trong bản tin ngày hôm nay. Những thông tin mới nhất được cập nhật sẽ có trong các bản tin kế tiếp mời quý vị cùng bấm sang những nội dung kế tiếp đang hiển thị trên màn hình cảm ơn quý vị xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại